Xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Trường Quân TQ chứ vào đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một thử thách dành cho Tuân Trẻ Châu và những người bạn. Thử thách gì vậy anh Quân? Đấy là thử thách làm mì trôi dài nhất Việt Nam. Sao cả nhóm của Tuân Trẻ Châu có làm được không? Nếu mà cả nhóm của Tuân Trẻ Châu làm được mì trôi ống tre dài nhất Việt Nam thì cái phần thưởng sẽ trị giá đấy là 5 triệu đồng. Trời, dễ ẹt mì trôi ống tre đối với tao là dễ. Ok, nhóm của mình chấp nhận thử thách làm mì trôi dài nhất Việt Nam của TQ97 nha các bạn. Đầu tiên, để làm được mì trôi ống tre thì chúng ta cần phải làm gì? Tất nhiên là mì rồi. Đúng vậy, chúng ta còn cần cái gì nữa? Tất nhiên là nước rồi. Đúng vậy, mì với nước phải cần cái gì để cho nó trôi? Chè, cây chè chăm đó. Con này nó bị điên rồi. Cây chè chăm đốt này chỉ có ở trong truyền thuyết thôi. Cái con này nó bị khủng nặng rồi. Cây chè bình thường. Ok, cây chè bình thường thì còn được. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi chặt chè. Nhưng mà trước khi đi chặt chè thì chúng ta phải mua đồ ăn, thịt rau củ quả nữa. Vậy con trai mạnh khỏe phải làm những việc nặng. Con trai đi mua đồ ăn rau củ quả. Còn con gái yếu ớt phải làm những việc nhẹ, phải đi chặt chè. Chặt chè hả? Việc nhẹ ghê. Mấy đứa con gái không biết chặt chè nên mình đi theo để phụ bọn nó nha các bạn. Anh Tân giỏi quá. Bọn mình vừa mới bỏ đôi cây tre ra thì mình phát hiện ở trong cái thân cây tre này có mấy cái mắt tre này các bạn. Bây giờ bọn mình sẽ chặt mấy cái mắt tre này đi để cho mì nó trôi được ở trên cái cây tre này nha các bạn. Thì mấy cái cây tre này có mấy cái cạnh rất là sắc cho nên mình sợ đứt tay cho nên mình sẽ dùng cái máy này để mài cho nó mịn cái đây ra khỏi bị đứt tay nha các bạn. Bây giờ mình vàng điên sẽ đào những cái hố để chôn cái cọc xuống để làm giấy đỡ cho ông kia nha các bạn. Cố lên, đào sắp xong rồi. Tao không bị đau bụng nữa. Thôi, đào tí nữa đi rồi ăn cơm. Rồi, vô cái mới. Đi ra. Rồi. Thì cái mì trôi ống tre dài nhất Việt Nam của bọn mình cuối cùng đã xong rồi. Thì sau 4 tiếng vật lộn cuối cùng nhóm bọn mình đã hoàn thành. Good job anh em, làm việc tốt lắm. Xong chưa? Xong rồi. Ok, ăn cơm đây này. Mua cơm à? Mua cho mỗi đứa một hộp cơm hộp này. Đây, để tao phát. Chia ra, mỗi đứa một hộp cơm mà ăn. Đen này. Ok các bạn ạ, thì hiện tại là bây giờ đang là 1 giờ trưa rồi nhá, 1 giờ chiều rồi. Thì bây giờ nhóm của Tuân Trẻ Châu mới hoàn thành xong được cái sườn của mì trôi dài nhất Việt Nam. Đấy anh em có thể thấy là để hoàn thành được một clip bọn mình bỏ rất chi là tốn thời gian, công sức thì mới có thể hoàn thành được một clip hoàn chỉnh cho các bạn xem. Thì các bạn xem video đừng quên để lại cho bọn mình một like để ủng hộ tinh thần cho bọn mình nhá. Rồi, chia nhau ra ăn cơm đi. Đây, hai đứa con gái này. Ăn đi em. Thì trong lúc đợi nhóm của Tuân Trẻ Châu ăn cơm trưa thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan qua cái mì trôi ống tre siêu dài của Tuân Trẻ Châu xem là Tuân Trẻ Châu làm có đẹp, có ok không nhá. Đây anh em có thể thấy. Đấy, Tuân Trẻ Châu làm rất chi là dài. Đấy, phải đi một vòng thì mới có thể thấy được hết cái độ dài của nó. Thì mình thấy những cái ống tre Tuân Trẻ Châu làm này anh em thấy không? Đấy, nó khá là đẹp luôn này. Đấy, cắt sắp xếp rồi trồng cây này cũng khá là đẹp, khá là hợp lý luôn. Đấy, cái đây thì mình xíu nữa Tuân Trẻ Châu sẽ bắt đầu đổ nước lên. Sau đấy bỏ mì và bỏ đồ ăn lên. Xong đấy thì nước nó sẽ trôi xuống và mì nó sẽ trôi theo cái ống tre. Như vậy người ta gọi là mì trôi ống tre. Giờ mình ăn cơm xong mà tí nữa mình ăn ra mình ăn mì trôi nữa thì no căng bụng luôn ha. Ăn mì trôi mới ngon. Mì trôi ống tre siêu dài của Tuân Trẻ Châu đã chính thức đi vào hoạt động nhá. Thì cái hệ thống nước chảy của Tuân Trẻ Châu là hệ thống nước tự động nha các bạn. Anh em có thấy là Tuân Trẻ Châu sử dụng một cái vòi nước để làm nước chảy tự động. Đấy, nước sẽ theo cái đường ống tre chảy một đoạn đường rất chi là dài. Đấy, anh em có thể thấy là dài tít tận xuống tới đây luôn. Đấy, ở tít đằng xa đây thì có một cái xô để hứng nước. Còn ở đây là tất cả những đồ ăn mà team của Tuân Trẻ Châu đã chuẩn bị. Đấy là mì là nguyên liệu chính. Đấy là mì omachi.
sau đấy là giò, thịt, cái viên chiên xúc xích, trứng cút và thịt bò. Đấy, Tuần Trẻ Châu sẽ sử dụng các nguyên liệu này để cho giúp cho cái món mì trôi ống tre của Tuần Trẻ Châu thêm hấp dẫn và ngon miệng hơn. Thì mình cũng khá là khâm phục cái tài làm mì trôi ống tre của team của Tuần Trẻ Châu các bạn. Anh em có thể thấy là team của Tuần Trẻ Châu làm khá là đẹp, anh em thấy không? Nước chảy trong veo, xong rồi cái cây ống tre nhìn cũng đẹp. Đấy, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Mì trôi ống tre mà trôi trên một cái cây tre sạch như này ăn đảm bảo là ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, nguyên một đường ống nước chảy dài lắm các bạn ạ, phải gọi là siêu dài luôn. Đây mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn biết được là nó dài như thế nào nhá. Đây, đấy, anh em thấy không? Nó dài tít từ đầu đằng đây, nó dài lên tới tận trên kia, thì mình đoán cái này chắc phải dài hơn 10 mét nha các bạn. Ok, thì bây giờ mì trôi là phải có người thả mì, mới thả đồ ăn thì mì mới có thể trôi được. Thì ở đây ai cũng muốn ăn hết đúng không? Đúng rồi. Không có ai muốn ngồi thả mì trôi đúng không? Đúng rồi. Vì vậy mình quyết định đã chuẩn bị 6 cái lá thăm. Thì ở đây có 6 người, bên đây 3, bên đây 3. Thì ở trong 6 lá thăm này sẽ có 2 lá thăm là không ăn và 4 lá thăm là sẽ được ăn. Thì hai người xui xẻo bốc phải hai lá thăm mà không được ăn á thì sẽ phải đứng thả mì trôi và thả đồ ăn xuống. Đấy, để cho những người khác ở đứng ở bên dưới sẽ sử dụng đũa để gắp mì trôi, gắp đồ ăn và ăn. Ok chưa? Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đảo đều lên. Rồi, ai muốn thử vận may trước thì giơ tay. Rồi, mời đem. Tao nhìn nhá. Em bốc cuối. Đấy, một lá thăm cho em. Em bốc cuối. Không được nhìn. Ừ. Để ăn đảo lại. Đây, để ăn đảo lại, không được nhìn. Em nhìn, em biết được là cái nào được ăn, cái nào không được ăn thì sao. Rồi, chọn tay cho. Không được nhìn nhá. Ai tiếp theo đây? Con. Ok, ta đây. Con Trẻ Châu đúng không? Ok. Rồi. Rớt ra đâu. Rồi lại, để em sóc lên lại nhá. Rồi, con Trẻ Châu. Không được nhìn. Rồi, ai nữa? Ai tiếp theo? Ai tiếp theo? Ăn rồi. Ai khui xong thì giơ cho các bạn xem luôn để các bạn làm chứng. Em đúng không? Rồi, mời em. Ok, như vậy là đem được ăn nha các bạn. Rồi em. Rồi, biểu béo. Còn em. Ok rồi, Tuần Trẻ Châu. Ok, Tuần Trẻ Châu không được ăn các bạn. Ok, không được ăn nữa, châu một bên. Ăn hết. Ok, như vậy là Tuần Trẻ Châu có lẽ lé là không được ăn nha các bạn. Còn lại 4 người này là sẽ được ăn. Ok. Mọi người sẵn sàng chưa? Mì trôi chuẩn bị xuống nè. Nhỏ thôi. Rồi, trứng cút tới này. Đây, để xíu. Rồi. Rồi, mì trôi đang trôi, gắp liền. Vâng, như vậy là một cô gái đầu tiên đã gắp được một miếng mì. Đấy, như vậy là vừa gắp xong chấm ăn luôn. Sao cảm giác ăn mì trôi như thế nào em? Hả? Nhớt hả? Có lạnh không? Có cảm giác cái sợi mì nó có lạnh không? Lạnh. Như vậy là Tuần Trẻ Châu đang tiếp tục thả mì xuống để xem thử cái miếng mì là ai sẽ là người gắp được đây. Rồi, như vậy mì đang trôi. Rồi, với cái tốc độ trôi như thế này thì cái đứa đầu tiên là đứa ăn được nhiều nhất các bạn ạ. Tiếp theo là đứa thứ hai nào. Rồi, đang trôi. Hai đứa ở kia cứ đứng nhìn. Cái tổ chức ngồi ở cuối. Cái viên chiên. Ai sẽ là người gắp được cái viên chiên đây? Ôi, có cả trứng cút nữa. Ok, như vậy là đồ ăn vẫn chia đều được các bạn ạ, tại vì đồ ăn nó chảy xuống liên tục á, cho nên một người không thể nào mà gấp kịp để mà ăn được. Rồi, tiếp tục nào. Như vậy là Tuần Trẻ Châu bốc chúng không được ăn, cho nên Tuần Trẻ Châu đang phải ngồi thả đồ ăn cho mọi người khác cùng ăn. Như vậy cái viên chiên ai gấp được đây? Hay quá, rồi như vậy là đã tuột khỏi tầm tay rồi, lại tuột khỏi tầm tay tiếp. Có gấp được không đây? Rồi. Ok, như vậy là sau 3 lần gắp trượt cuối cùng thì em nhỏ này cũng gắp được để ăn các bạn ạ. Rồi, lại là mì trôi tiếp đây. Rồi, như vậy là... Rồi, như vậy là hai thằng ở dưới kia đói luôn rồi. Ở trên kia mình thấy có một ít mì nó bị kẹt các bạn ạ. Tại vì cái lượng nước không đủ thì nó sẽ không thể đẩy mì xuống được. Cho ít mì thôi, cho một chút thôi, nước nó còn trôi được. Đây, thanh niên Tuần Trẻ Châu chơi cho nhiều mì quá, sao nó trôi được trời. Đấy, phụ xuống, phải xuống dưới đây thì nó mới trôi được. Ở dưới đây chắc chết đói quá, bây giờ lên trên thôi. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm mì trôi ống tre siêu dài hơn 10 mét của team Tuần Trẻ Châu. Xem thử là cái cảm giác nó như thế nào nhá. Thì ở trên kia có thằng biểu béo với lại thằng lé nó đang gắp đồ ăn với nó thả mì trôi xuống cho mình. Rồi, ok, mì xuống đi em ơi. Sao lại mì nó luôn.
Ok, đây là một viên cá viên chiên đầu tiên mình có gắp được không đây? Đấy, anh em thấy không? Gắp rất chi là dễ dàng này, lại thêm một miếng mì nữa này. Đấy. Rồi tiếp tục đi, cho nhiều đồ ăn, cho mì, nhiều mì vào. Mình sẽ đợi nhiều đồ ăn với lại nhiều mì mình ăn luôn một lượt các bạn ạ. Ui, trứng cút. Trứng cút này là không thể bỏ qua được. Đấy, anh em thấy không? Đấy. Với kinh nghiệm nhiều năm cầm đũa gắp đồ ăn của mình thì bây giờ mình gắp mấy cái này quá là dễ luôn. Thì mấy cái mì trôi ống tre này các bạn có thể tự làm với nhau tại nhà được nhá. Làm cái này nó khá là dễ, chỉ cần có ống tre là các bạn có thể làm được. Ôi ui, thịt bò, chu cho hai miếng thịt bò quá đẹp luôn. Rồi tạm ngưng nhá. Còn mì xuống nữa kìa. Mì xuống nữa hả? Ok, mình sẽ làm thêm miếng mì này luôn. Ui chu. Mém nước thịt rơi các bạn ạ. Đây. Đấy, anh em nhìn thấy cái chén mì trôi của mình hấp dẫn không? Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Sợi mì bên trong thì lặn lặn, bên ngoài thì hơi nóng nóng ấm ấm, ăn rất là ngon các bạn ạ. Cho thêm ít mì xuống đi. Ok, mình đang kêu gọi thêm ít mì nó xuống các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ gắp luôn. Có công nhận là mì omachi này ăn ngon cực luôn á. Rồi cho thêm mì nữa đi em ơi. Mì xuống kìa. Mì là gắp ăn liên tục luôn các bạn ạ. Mì xuống. Chua cho mì mà mình gắp ăn không kịp luôn các bạn ạ. Cái bên chiên xuống nè. Đúng rồi, cái bên chiên cho cái xúc xích xuống được không em? Anh đang thèm xúc xích quá. Không được, anh ơi. Cứ cho xuống rồi đẩy phụ xuống là thử được không? Đúng rồi, nếu mà được thì đẩy xuống luôn tận, đẩy luôn vào chén của anh cũng được nè em. Đây, đẩy luôn vào chén nhá, rồi. Theo như mình thấy thì cái xúc xích này nó quá là to và nó quá là nặng á, cho nên nó không thể trôi trên cống tre này được. Mình nghĩ là nó chỉ trôi trên ống nhựa được thôi. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng xúc xích này luôn. Miếng xúc xích nhìn cũng khá là hấp dẫn luôn các bạn ạ. Nó lặn lặn các bạn. Mì rớt xuống nè. Ừ, mì rớt. Mì xuống. Thôi đừng xuống nước, no rồi. Ok, thì thử thách trong video lần này của mình cho Tuân Trẻ Châu đấy là làm một mì trôi ống tre siêu dài. Thì Tuân Trẻ Châu cũng làm được mì trôi ống tre siêu dài hơn 10 mét trong vòng 5 tiếng đúng không? 4 tiếng. Cả ngồi ăn rất là 5 tiếng. À đúng rồi. Cả ngồi ăn rất là 5 tiếng. Thì như mình đã nói ở đầu video thì Tuân Trẻ Châu hoàn thành xong thử thách thì mình sẽ tặng cho team của Tuân Trẻ Châu đấy là 5 triệu đồng. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 5 triệu đồng rồi. Đây. 1 triệu này. Ok. 2 triệu này. Này. 3 triệu này. Này. Rồi còn 2 triệu nữa. 4 triệu này. 5 triệu này. Ok, như vậy là mình đã treo thưởng đủ cho team của Tuân Trẻ Châu 5 triệu và Tuân Trẻ Châu chia cho mỗi người 1 triệu nha các bạn. Ok, thì video của mình cũng dừng lại ở đây rồi nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại cho bọn mình một like, một share, một đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.